Trên 300 chị em phụ nữ được hỗ trợ khởi sự kinh doanh, 70 ý tưởng khởi nghiệp được đề xuất, 12 ý tưởng được vinh danh cấp tỉnh. Hai kế hoạch kinh doanh của hai nữ giám đốc hợp tác xã nhận giải dự án xuất sắc cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp cấp trung ương. Đây là những kết quả nổi bật được ghi nhận sau 5 năm Lào Cai triển khai đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. 5 năm qua, các sở ban ngành hỗ trợ đăng ký tem nhãn truy xuất nguồn gốc cho 7 thương hiệu. Thương hiệu bánh gai Công Sang, tương ớt Văn Bản, bánh trưng đen Văn Bản, sản phẩm cà chua, dâu tây của Hợp tác xã Rau quả Thắng Lợi thị xã Sapa, các sản phẩm thuốc tắm, tinh dầu của Hợp tác xã Cộng đồng Dao Đỏ. Hỗ trợ thủ tục đăng ký sản phẩm OCOP và tiếp cận nguồn vốn cho 12 sản phẩm của các hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất do nữ làm chủ quản lý. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 4 tỷ 630 triệu đồng đầu tư hạ tầng hợp tác xã nông nghiệp cho 3 hợp tác xã tham gia ngày phụ nữ khởi nghiệp cấp tỉnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh huy động nguồn vốn 23 tỷ 200 triệu đồng để hỗ trợ vốn vay cho các nữ chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết và hộ kinh doanh cá thể để phát triển sản xuất kinh doanh.